Hai chào mừng mình đến với chào mừng mình là Hai Woman này, và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách optimize win 10 win cho AMD nha các bạn. Ok, thì đầu tiên các bạn vào Explorer cho mình là dưới đây này các bạn, dưới cái phần taskbar là các bạn thấy Explorer đúng không, các bạn nhấp vào cho mình. Rồi sau đó các bạn vào dismiss win, thật ra mình để win đấy chứ của các bạn sẽ để là local c nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhấp chuột phải vào phần property và disk clean up. Thì cái disk clean up này là cái để dọn rác đó các bạn, dọn những cái file tệp rác khác sau khi mà các bạn dùng phần mềm hay là ứng dụng nào đó xong đó các bạn. Đó xong rồi các bạn nhấn ô, các bạn nhớ chọn hết cho mình luôn đó, chọn hết cho mình xong rồi các bạn nhấn ok list file đó, vậy là ok ngay. Giờ thì các bạn đợi cho nó delete thôi. Rồi sau khi delete xong thì các bạn nhúng vào phần tool cho mình optimizing đó. Xong rồi các bạn chọn cái ổ nào của các bạn đang chạy là ổ HDD á. Tại vì HDD nó thường hay bị cái tình trạng là phân mảnh đó các bạn. Cho nên là khi mà các bạn optimize lại thì nó sẽ hết bị, nó hết bị cái tình trạng phân mảnh đó luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhấn vào optimize cho mình thôi. Thì lần nào mình vô mình cũng optimize sẵn đó, cho nên nó làm rất là nhanh. Vì đó là một thói quen của mình luôn rồi. Đó. Close ok cho mình. Rồi. Tắt đi. Rồi các bạn nhấp chuột phải vào phần property tiếp theo. Rồi các bạn để cho nó hiện lên bảng này. Sau các bạn qua phần advanced system cho mình. Đó, advanced system xong rồi các bạn setting cái phần bọc phân mảnh này cho mình nha, setting cho mình. Rồi các bạn để xuống phần custom cho mình và để giống như mình luôn nha. Tắt hết mấy cái hiệu ứng kia, chỉ được chừa lại những cái hiệu ứng cần thiết cho mình thôi nha các bạn. Đó. Nhưng mà bạn nào mà máy cạc on á thì các bạn tắt luôn cho mình ba cái phần này là animation nhau luôn nha các bạn. Animation của Windows là kiểu gì nè, là nó hiệu ứng vậy nè các bạn đó, nó hiệu ứng đóng mở này, nếu như các bạn tắt đi thì nó sẽ biến mất luôn hiệu ứng này và làm cho máy của các bạn nhanh hơn. Nhưng mà cái này chỉ tác dụng nhiều nhất với cạc on, còn cạc rời, máy nào có cạc rời thì khỏi nha các bạn, nó không cần thiết. Đối với cạc rời thì nó không cần cần thiết. Và tiếp tục là phần gam ảo. Gam ảo thì các bạn muốn xét bao nhiêu các bạn xét dễ lắm. Ví dụ mà các bạn custom ở đây đúng không, các bạn máy bạn nào mà ram 16 GB thì để cho mình là 8096M, là 8 GB của các bạn, cái này cũng vậy luôn, 8096M đó, để cho mình như vậy. Rồi mình thì máy dư rồi, máy của mình 16 GB lần sắp tới mình sẽ nâng lên 32 các bạn, mình cancel nha các bạn. Rồi nếu như mà các bạn làm xong hết các bạn ok cho mình thôi. Rồi qua phần data cho mình và các bạn để cái tool update for all program cho mình nha các bạn. Đây tác dụng nhất là khi mà các bạn chơi game gắt đó, các bạn chơi game gắt thì các bạn cần phải chọn cái phía dưới này để cho nó xác nhận cái phần mềm đó, không không xác nhận cái phần mềm đó thì sau đó các bạn mới vô chơi một cách ngon lành nhất nha các bạn. Rồi các bạn nhấn apply và ok cho mình thôi. Rồi các bạn qua phần system protection cho mình, system protection thì các bạn off hết cho mình luôn. Thế các bạn nhấn vào config và các bạn off hết cho mình luôn đó, các bạn disable hết cho mình luôn là nó sẽ không bị giới hạn luôn nha các bạn, nó không bị giới hạn luôn nha các bạn. Các bạn cứ kéo xuống mức thấp nhất cho mình là ok nha. Ok cái mod thì này các bạn để đon ở lô cho mình luôn. Rồi xong rồi tới phần hardware device manager nha các bạn. Đây device manager này thì các bạn để disable cho mình cái high precision event time đó, các bạn nhấn vào chuột phải và disable nó thôi. Rồi đây nè, disable nó thôi, mình đã disable rồi cho nên nó sẽ hiện enable nha các bạn. Đó, disable nó xong thì tắt cho mình. Rồi. Tiếp tục là các bạn vào phần cài đặt của Windows dưới đây nha các bạn. Rồi nhấp vào cài đặt Windows cho mình. Rồi các bạn qua phần privacy. Đấy, các bạn tắt hết cho mình, ớp hết cho mình. Cái này ớp hết cho mình. Cái này cũng ớp luôn. Ớp hết cho mình luôn. Active history các bạn ớp hết luôn cho mình. Ok. Local này các bạn up hết luôn cho mình. Cái local này là cái định vị đó các bạn. Dùng máy tính mình cần cần định vị chi đúng không các bạn? Định vị có trên điện thoại rồi thì máy tính khỏi, tắt cho mình. Máy tính và laptop không cần định vị nha các bạn. Rồi tới phần camera up luôn cho mình. Ơi, cái này bậy nha các bạn. Cái này là các bạn nào dùng laptop là không được up. Bậy lắm nha, đừng up camera này ở laptop nha các bạn. Bạn nào dùng PC, máy bàn personal computer thì các bạn mới tắt cho mình nha. Rồi tới phần microphone, microphone bạn nào quay video
hay là bạn nào làm livestream thì các bạn đừng có tắt, để luôn cho mình. Cái voice này cũng vậy, cái voice này các bạn tắt đi để cho nó tắt ợp luôn cái Cortana này. Ok nha các bạn. Và tới phần notification là thông báo nha các bạn. Thông báo thì các bạn up cho mình, account info tắt luôn cho mình, contact tắt luôn cho mình. Mà sao này on tắt luôn cho mình, chắc bữa đó mình tắt nhanh quá cho nên anh này nó chưa có tắt nha các bạn. Cái contact này nè. Rồi tới phần calendar là lịch đó các bạn. Up luôn cho mình và phone call tắt luôn cho mình. Con history tắt luôn cho mình, email tắt luôn cho mình, task tắt luôn cho mình. Radio thì các bạn để luôn để cho mình nha. Và cái phần background app này là cái phần quan trọng của các bạn phải tắt luôn cho mình. Máy bạn nào mà RAM dưới 8 GB là tắt ngay cho mình luôn nha. Còn máy bạn nào mà trên RAM 12 GB thì khỏi tắt cũng được, nhưng mà mình thích mình tắt. Đơn giản vậy thôi. Rồi các bạn hồi phần home. Phần system tiếp tục cho mình nha. Rồi. Cái phần home thì các bạn vào cái graphic setting này, các bạn add cái game của bạn đang chơi vào và các bạn để lên cho mình là phần hai bậc phone mình luôn nha. Đó, hai bậc phone mình cho mình là ok, xong rồi các bạn nhấn ok cho mình thôi. Rồi tức là notification action các bạn tắt luôn cho mình. Tablet don't switch to tablet mode nha các bạn. Này thì các bạn để dưới đây cho mình never, để never use tablet mode. Rồi multitasking các bạn để 3 task thôi, only desktop I'm using, up lên cho mình luôn nha các bạn. Rồi remote desktop up luôn cho mình. Rồi xong rồi, và tiếp tục là re-edit nha các bạn. Các bạn nhấn Windows hay rồi cho mình, và các bạn nhấn re-edit thì hiểu của ai. Yes, rồi xong rồi các bạn lên phần edit, các bạn tìm phần file cho mình là tìm các bạn, tìm cho mình cái u là bé. Nếu như bạn nào dùng cái AMD nhưng mình đã nói thì nên tắt cái chế độ Ultra Power Save là chế độ siêu tiết kiệm điện đó các bạn tắt luôn cho mình, tắt để cho cái bùng phá hết hiệu năng của cái AMD luôn nha các bạn. Cái AMD bị nét do một phần là do này không nè các bạn, là AMD áp dụng cái tính năng Enable Ultra Power Save này vào cạc của họ, cho nên là khi mà các bạn chơi game nặng á, lâu lâu nó sẽ tụt lên tụt xuống, cái FPS nó rất là khó chịu luôn. Đó thì các bạn up lên cho mình. Nếu như bạn nào mà dùng GX 570 4G trở luôn xuống á, 570 4G trở xuống thì bạn up này cho mình nha. Còn bạn nào dùng GX 5500 XT trở lên á thì bạn coi up cũng được. Mà khuyên các bạn luôn là nên up để cho nó bung hết hiệu năng ngang ngửa với những cái Nvidia đó các bạn. Ok, sau các bạn tắt xong rồi thì các bạn quay lại ban đầu cho mình. Rồi các bạn nhấp vào system lại, current control và service cho mình. Rồi đó, xong rồi các bạn tắt những cái service sạm đi. Đầu tiên là Windows Update. Windows Update thì chắc bạn nào cũng biết rồi đúng không, nó rất là gốn từ tài nguyên của máy. Xong rồi đâu rồi, đâu Windows Update nè, Windows Share nè các bạn up cho mình nha. Share B thì nó không có hiện cho nên là khỏi nha các bạn. Rồi cái phần WAAS Media này nè là cái phần Windows Update của bạn, các bạn up lên cho mình. Qua số 4 cho mình. Đó, để qua số 4 là disable các bạn, disable nó luôn cho mình. Cái qua là service này cũng vậy luôn, up lên cho mình. Rồi. Nhưng mà các bạn muốn một cách đơn giản hơn á, thì các bạn có thể vào service cái mã C. Đó. Các bạn tìm những cái nào xàm, ví dụ như fast này nào. Fast này thì các bạn nhấp hai lần và các bạn disable cho mình thôi. Recovery các bạn take no action luôn cho mình nha. Cái này mà các bạn để on thì sau đó có một thời gian sau là cái này nó sẽ khôi phục lại cái tình trạng là normal. Ủa, cái tình trạng mà manual là chạy đó các bạn, chạy như bình thường á. Cho nên là các bạn phải take no action luôn cái phần này cho mình luôn nha. Apply và ok thôi. File history service này cũng vậy luôn. Đấy. IP helper là cái cứu các bạn, nó kiểu giống như là mạng của các bạn mình bị là nó sẽ tự cứu nha, nhưng mà nó thiệt cái này nó rất là vô dụng luôn, thực sự các bạn rất là vô dụng, cho nên là các bạn tắt luôn cho mình. Rồi cái này cũng vậy luôn, ốp luôn cho mình. Thì cái recovery nè các bạn luôn để cái take no action luôn nha. Ok rồi tới phần net logon machine. Ở net logon này thì các bạn nhắc hai lần và disable luôn cho mình. Đó, disable hết luôn cho mình. Rồi cái này ví dụ net TCP
disable luôn cho mình. Rồi, vậy đó. Quy tính luôn. Rồi, tới phần twin. Máy in nè các bạn. Máy in mới chính là cái sầm nhất. Nhưng mà bạn nào mà không ở trong công ty, mà các bạn để máy tính ở nhà, thì các bạn không mạnh, đa số máy tính cá nhân là sẽ để ở nhà chứ không ai mà để trong công ty hết các bạn, cho nên là các bạn up cái phần twin này cho mình luôn, cái máy in đó up lên cho mình đó, printer này cũng vậy, up lên cho mình. Và cái twin này các bạn phải vào cái quyền edit của nó thì mới up được nha. Đây mình sẽ cho bạn xem luôn quyền edit chấm est chấm ecr. Rồi nó hiện lên một cái bảng này, thì các bạn để này qua bên đây đi. Rồi mình thu nhỏ này lại cho dễ nhìn ha. Rồi các bạn tìm cái phần twin cho mình, b phần b đầu tiên nha, âm b đầu tiên là các bạn sẽ thấy font này, các bạn tắt luôn nha các bạn, cái font này các bạn tắt luôn cho mình. Rồi font service là các bạn tắt luôn cho mình. Đây twin nè các bạn luôn để số 4 cho mình nha, các bạn nhắc hai lần và luôn để số 4 cho mình đó, để giống mình là ông ngon liền đó. Ok nha, rồi các bạn nhấn ok và reset lại cái service này thôi. Xong rồi tới phần Windows Share. Windows Share thì hồi nãy mình hướng dẫn cho bạn tắt luôn trong cái quyển edit rồi, cho nên là khi mà các bạn nhấn reset này lại á, là cái này nó sẽ tự động disable luôn nha các bạn. Rồi cái tham cũng vậy luôn, các bạn để disable cho mình. Cái Windows Update Media này nè, là hồi nãy mình tắt trong cái phần quyển edit luôn rồi. Về căn bản thì cái này là bên ngoài không thể là tắt được nha các bạn. Cái service bên ngoài này không thể là tắt được, cho nên các bạn bắt buộc phải can thiệp sâu vào cái edit mới tắt được nha các bạn. Thì nãy mình hướng dẫn các bạn rồi đó, khá là dễ ha. Và Windows Update này các bạn đi sau bộ cho mình nha, xàm thiệt chứ đó. Ở mình ngon là Windows Share, Windows Search này các bạn tắt luôn cho mình đọc lộn xe các bạn, xin lỗi, xin lỗi các bạn, mình đọc lộn xe. Rồi rồi tiếp tục là các bạn tải phần mềm cái MSI Until này cho mình nha. Các bạn nhắc ơi, vậy cái này là các bạn phải chạy cái dưới quyền của Admin Center. Nó bên Admin Center. Yes. Đó, và các bạn để cạc gửi của mình luôn là 2 cao nhất. Và các bạn disable hết mấy cái này cho mình và chỉ để lại cho mình cái standard SATA AXE là cái để boot lên Win đó các bạn. Nhưng mà các bạn để phần này lo thì nó boot lên Win rất là chậm. Thật sự với các bạn nó boot lên Win rất là chậm và chạy Win rất là chậm luôn. Nên cho nên các bạn để 2 cho mình. Ở cái phần MediaTek Wi-Fi 6 này là cái cạc Wi-Fi của các bạn á, thì bạn để normal cho mình thôi, như bình thường thôi. Và cái standard NVMe Express này thì các bạn để 2 cho mình thôi. Rồi sau đó các bạn nhớ offline mình, tại mình làm xong hết trơn cho nên là nó bị ẩn offline nha các bạn. Tại mình làm xong rồi offline chi nữa. Rồi các bạn tắt cho mình. Xong rồi thì các bạn tắt. Rồi. Tiếp tục là phần overclock card AMD. Đấy, overclock này nó chính là cái quan trọng để quyết định hiệu năng máy của các bạn nha. Các bạn nhấp open AMD software cho mình thôi. Nhưng mà bạn nào có sẵn trên desktop ở đây á, thì bạn nhấp cái open AMD software trên đây luôn cho mình. Còn nếu như mà các bạn không có thì các bạn nhấp vào mũi tên và nhấp chuột phải open AMD software ở đây thôi. Nhấp vào cho mình. Đó. Bật phần mình. Tin anh nha các bạn. Rồi các bạn để qua phần custom cho mình. Đây, phần này mới rất là quan trọng luôn nha các bạn. Khi phần min request xin này nè, cái xung tối thiểu nó, xung tối thiểu của cạc của các bạn thì các bạn nên để là 2.600 là xung tối thiểu, xung thấp nhất. Còn cái căn bản nó là để xung có 1.000 đó các bạn. Đó các bạn để xung, bây giờ các bạn nâng xung tối thiểu của bạn lên là 2.600. Và cái xung boost của các bạn là xung overclock á, lên 2.900 cho mình, xung boost tối đa luôn là 2.900. Cái con cạc của mình là tới tận 3.000 luôn nha các bạn. Tối đa của nó là tận 3.000 cho nên nó còn một khoảng ở đây nữa đó. Và các bạn nhớ cho mình là bật cái này lên thì mới ép xung được nha, bật cái GPU thin lên nè mới ép xung được nha các bạn. Và các bạn nhớ bật luôn cho mình cái Advanced Control, nó sẽ điều chỉnh giống như hộp mình luôn. Và các bạn Indoor Voltage xuống cho mình 0,05V đó, Indoor Voltage xuống cho mình một chút để chi, để cho kẹt nó mát hơn nha các bạn. Vì kẹt AMD mà ăn điện càng nhiều nó càng nóng, nhưng mà thực sự các bạn luôn là nó không nóng nhiều. Mình để 1.200 á thì cái kẹo của nó ly khi mà chơi Forza Horizon 5 Master nữa các bạn, thì nó chỉ lên được có 65 độ, rất là mát luôn. Thật sự trong cái tình trạng OC như thế này 1.200 mV
mà lên có 65 độ, các bạn nghĩ nó mát như thế nào? Và khi mà cái mạch in đầu vol xuống 1195 vol á, millivolt á, thì á, cái của bạn khi mà chơi Vasa 5 Master và tất cả các tựa game Master đều ở nhiệt độ là 63 độ và 64 độ, nó sẽ giảm cho các bạn từ 2 tới 3 độ luôn nha các bạn, khá là mát luôn thiệt. Rồi tới vùng VGAM, VGAM thì các bạn để 2002 thôi là đủ rồi nha các bạn. Thì cái VGAM của mình cơ bản nó là có 2190 à, 2100 MHz à, thì các bạn nâng lên cho mình là 2002 thôi nha. Khi mà các bạn ép cái core clock này nè các bạn, khi mà các bạn ép cái core clock này rồi á, thì cái phần VGAM thì các bạn đừng tin lên, đừng có tuôn lên quá nhiều nha. Vì khi mà tuôn lên quá nhiều á, nó sẽ phát sinh ra một cái lỗi rất là kỳ cục, là bị văng game. Vì khi đó là cái VGAM của bạn nó quá nóng, nó hoạt động quá nóng và cái tản nhiệt của nó không đủ mát thì á, máy nó sẽ bị văng game nha các bạn, nó sẽ bị văng luôn. Đó. Còn nếu mà các bạn gặp trường hợp xui hơn thì nó hư luôn mẹ luôn cái VGAM này thì xong luôn máy luôn, xong luôn kẹo của các bạn. Ra ngoài không mà ra ngoài với cái dịch vụ mà hàng VGAM ấy bây giờ cũng rẻ rồi các bạn, không có mắc lắm đâu. Nên các bạn yên tâm đi. Thì các bạn ép ép cái VGAM này lên tầm 20 MHz nha các bạn. Ép lên tầm 20 MHz thôi. Thì cái VGAM này á đa số là tản nhiệt của nó là không có được chú trọng như bên core lock nha các bạn. Cái bên core lock là cái chính con chip của GPU luôn. Đó, tản nhiệt chính trong chip của GPU cho nên nó rất là mát. Dù là các bạn ép lên có 3 GHz đi chăng nữa thì nhiệt độ tối đa nó lên cũng có 68 độ. Thật sự với các bạn rất là mát luôn. Rồi, tiếp tục là qua phần fan tuning. Fan tuning này là khi mà các bạn bật cái này lên thì nó sẽ hiện ra như thế này. Và các bạn tắt cho mình cái Zero GPM cho mình nha. À, cái số vòng quay các bạn tắt cái không số vòng quay cho mình. Đó. Và các bạn nhớ bật cái Advanced Control này lên. Đó, Advanced Control này lên thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Và các bạn setting giống như mình. 30 độ, 55% quạt, 50 độ, 80% quạt, 55 độ, 98% quạt, 60 độ, 100% quạt và 65 độ vẫn là 100% quạt nha các bạn. Đó, tool nó giống mình là auto mạnh luôn, chiến ồ game master setting luôn, mình cá chắc với các bạn luôn. Tại vì á GTA 5 của mình là master setting nè, Warzone 5 là master setting nè. Rồi game gì nữa ta? Game Halo Infinity mình test á cũng master setting luôn, rất là nhẹ luôn. Cần ngồi game master setting luôn nha các bạn. Và với điều kiện máy của bạn phải RAM 16 GB trở lên. Chứ các bạn chơi RAM 8 GB với các bạn luôn thiệt là nó đuối vãi. Đuối vãi nhiều luôn. Thực sự RAM 8 GB bây giờ nó rất là đuối. RAM 8 GB nó hiện các bạn luôn phải ra hơn dần năm á, hồi bữa mới chơi thử RAM 8 GB một thanh nữa các bạn. Đuối trời ơi. Qua ra dần năm hình như lên được có 80 mấy FPS 90 à. Chưa có AC. Còn nếu như mà các bạn gắn dual hai thanh á, chưa AC ấy nha thì kẹt của mình có thể lên được 110 120 FPS. Tổng khi mà các bạn gắn dual thanh vô nó rất là mạnh luôn. Nên nó được tăng thêm băng thông mà. Nó được tăng thêm băng thông cho nên là nó sẽ mạnh hơn và cái kẹt của nó không bị nghẽn ở phần băng thông nha các bạn. Đó. Rồi, các bạn làm giống như hệt mình và cái phần power cho nên là nó sẽ trả lố 10% sức mạnh của kẹt luôn nha các bạn. Power limit này nè các bạn. Thì các bạn tăng lên 10% cho mình. À, nó sẽ chạy ở cái mức là 110% là nó sẽ chạy lố hiệu năng của kẹt tầm 10% nha các bạn. À, cái này các bạn cứ quất mắt luôn cho mình là xong. Rồi, xong rồi các bạn apply và ok thôi. Đó ngon lành liền. Xong rồi các bạn qua phần gaming. Rồi, qua phần gaming xong rồi các bạn nhấn vào phần global graphic cho mình. Rồi, xong rồi các bạn qua phần custom. Rồi các bạn bật cho mình cái Radeon Atlas lên. Radeon Atlas này là cái gì? Là nó ngăn chặn việc khi mà các bạn đang chơi game mà nó bị lắc một cách đột ngột nha các bạn. Nó ngăn chặn cái việc này đi thì khi mà các bạn chơi game FPS, các bạn chơi bắn súng, các bạn chơi mấy game 3A. 3A là thường hay bị nhất nè, 3A là thường hay bị nhất tại vì nó rất là nặng, cấu hình yêu cầu nó rất là cao. Cho nên khi mà các bạn bật này lên á là máy của các bạn sẽ hết hiện tượng là đang chơi chừng mà bị giật cái còn hết nha. Đó, nó sẽ hết hiện tượng đó. Rồi cái Radeon Super Resolution này là cái gì? Là cái để up cái resolution của bạn lên, là up cái độ phân giải của các bạn lên. Đó, up lên thì tất nhiên là cản nó sẽ làm việc nhiều hơn và FPS nó sẽ bị tụt nha các bạn. Đó. Tại cái phần Radeon chiêu này là các bạn
Khi thì có với các bạn luôn, thằng AMD nó làm ra cái này nó là tào lao luôn thật. Thì ra đông AMD chiêu nè, để giới hạn FPS cho game. Mà giới hạn làm gì? Cái yêu cầu của người ta là FPS càng càng cao càng tốt đúng không? Thì ông AMD ổng cho vào này làm chi nữa. Nó thiệt rảnh lắm luôn đó, cho vào này. Cái này cũng vậy luôn nha mày. Cái này cũng vậy luôn, rảnh lắm luôn á, cho vào là cái boost cái độ phân giải của nó lên. Không hiểu nổi luôn. Gọi tới phần Radeon AMD Saber Ninja nè, là cái độ đẹp của hình ảnh. Ủa, cái độ đẹp nè, còn cái độ sắc nét của hình ảnh chứ, mình lộn. Độ sắc nét của hình ảnh, đó, độ sắc nét của hình ảnh thì các bạn để 80% cho mình thôi. Cho kẹt mình khá là mạnh cho nên là để 90 nha các bạn. Để 90 cho nó đẹp. 90 là đẹp luôn nha các bạn, còn 80% nhìn được. 90 là đẹp, còn 100% là nhìn cực kỳ đẹp luôn. Tại vì á, những ngân kẹt AMD đời sau này, đa số họ sẽ chơi 10 bit màu. Đó, đó chính là cái quyết định con kẹt AMD đó các bạn. Chơi tầm 10 bit màu mà cho nên là cái màu của nó, cái độ sắc nét nó nét hơn bên Nvidia khá là nhiều luôn nha. Mình đã sử dụng qua Nvidia và mình trải nghiệm khá là tệ, không được tốt. Và khi mà các bạn qua AMD thì nó trải nghiệm một cách khác hoàn toàn luôn. Kiểu như là những tựa game mà các bạn chơi trên PlayStation á, nếu như mà các bạn build một bộ full AMD giống mình á, thì chơi những tựa game đó nó hiện với các bạn luôn, bao mượt, bao phê, bao đã, rất sướng, rất sướng thật sự. Và tới phần anti-aliasing này, các bạn để use application cho mình, và cái này các bạn để thấp nhất cho mình luôn, multi sampling, các bạn để cái cửa ăn cưa thấp nhất cho mình. Rồi tới phần test tool filter, các bạn để phục bật phone mình cho mình thôi. Rồi cái này cũng vậy luôn, các bạn setting giống mình luôn nha các bạn. Và nếu như các bạn thích thì các bạn có thể reset lại cái khác này, cái shader khác. Nếu như mà các bạn chơi game tầm một tháng rồi đó thì các bạn nên reset lại cái shader này để cho nó làm sạch, nó làm sạch cái khác của con kẹt của các bạn nha. Đó, nó làm sạch lại thì sau đó các bạn vô chơi game nó sẽ mượt hơn một chút. Nhưng mà khuyên với các bạn luôn là cũng không nên dọn. Tại vì khi dọn thì kẹt của các bạn sẽ có hiện tượng là nó sẽ lát map chậm hơn. Không phải nó lát map chậm hơn mà nó lát cái bản đồ xung quanh cảnh của các bạn á, nó sẽ chậm hơn một chút. Vì khi mà các bạn xóa shader này là nó không còn dữ liệu nào cũ để cho đem cái dữ liệu hình ảnh cũ đó vào máy của các bạn. Nên nó phải làm mới lại hết. Nên sẽ tốn thời gian kẹt của các bạn nha các bạn. Mà kẹt của các bạn vẫn bình thường thôi, chả bị gì hết, chả bị tụ FPS gì hết á. Cho nên các bạn thích thì các bạn reset, không thích thì thôi. Đó. Ở bạn tắt cho mình, và sau đây sẽ là phần test giữa có overclock và không có overclock nha các bạn. Ok, let's go vào game thôi. Ok, thì do là kẹt của họ không có trang bị cái nhân vật xuyên biên đó các bạn, họ chỉ giả lập trên game thôi, cho nên là đôi khi nó chạy không được tốt các bạn, do là cái vật xuyên này nó sẽ ăn vào cái nhân vật đai chính gốc của AMD luôn, của con kẹt AMD luôn. Cho nên là nếu như mà các bạn chơi, các bạn khuyên các bạn nên tắt đi để cho nó kiểu cho nó FPS cao nhất có thể luôn nha các bạn. Và nếu như mà những dòng này á, trong tương lai 7000 series, nếu như mà có một nhân cái chi xuyên nguyên á, ok nó sẽ rất là ngon, rất là bay bá cháy luôn. Nhưng mình nghe nói là X7 là có những cái chi xuyên nguyên nữa các bạn, nên là nó rất là mạnh. Và nếu như mà hiệu năng go con này mà so với GTX 3060 Ti thì con này là mạnh xem nha các bạn, chỉ khô có 5% thôi. Ok các bạn, do là mình bật cái chi xuyên cho nên là các bạn cảm giác như là FPS nó hơi thấp.
Ok, nếu các bạn nếu hay bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Và các bạn nhớ nhấn vào cái chuông để nhận những video mới nhất đến tụi mình nha. Ok, bye bye các bạn.